xin chào các bạn học sinh yêu quý. chắc hẳn việc học tập qua truyền hình đã rất quen thuộc với các con phải không nào? Các con đã chuẩn bị trước mặt đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập của mình chưa? Cô mong rằng các con sẽ tiếp tục tập trung lắng nghe, chủ động ghi chép và thực hiện những yêu cầu của giáo viên. Chúng ta cùng bắt đầu và tiết học với cô nào? Trong những tiết học trước, các con đã được học và tìm hiểu về câu kể ai thế nào? Chúng mình cùng ôn tập lại một chút nhé. Câu kể ai thế nào gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, bộ phận thứ hai là vị ngữ. Vị ngữ trong câu kể ai thế nào để chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ. Về cấu tạo, vị ngữ có thể do động từ hoặc cụm động từ, cũng có thể do tính từ hoặc cũng tính từ tạo thành. Vậy còn ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ thì thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào? Mời các con mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 36. Qua bài học ngày hôm nay, cô mong muốn các con sẽ nắm được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể ai thế nào xác định đúng chủ ngữ trong câu kể ai thế nào và từ đó viết được một đoạn văn tả một loại trái cây có dùng một số câu kể ai thế nào. Để đạt được mục tiêu trên, bài học của chúng ta gồm 3 phần. Phần thứ nhất, nhận xét. Từ đó để chúng ta rút ra được ghi nhớ của bài học. Và cuối cùng là thực hành, luyện tập. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, nhận xét. Các con có biết Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã có sự kiện lịch sử nào diễn ra ở đất nước ta không? Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Như vậy, sau hơn 80 năm kiên cường đấu tranh, chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Thì vào buổi sáng mùa thu lịch sử ấy, Bác Hồ đã tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Là người sát cánh cùng Bác Hồ trong chiến đấu, chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết. Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hà Nội tưng bừng màu đỏ, cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang, những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. Trên đây là đoạn văn của phần nhận xét. Để thuận tiện cho việc thực hiện những yêu cầu tiếp theo, Cô và các con sẽ cùng đếm xem trong đoạn văn này gồm tất cả bao nhiêu câu văn. Câu văn thứ nhất: Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Câu thứ hai: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Câu thứ ba: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Câu thứ tư: Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Câu thứ năm: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang và câu cuối cùng, câu thứ sáu, những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. Vậy trong 6 câu văn trên, câu văn nào thuộc kiểu câu kể ai thế nào? Đó chính là yêu cầu đầu tiên của phần nhận xét. Tìm các câu kể ai thế nào trong đoạn văn sau. Các con hãy suy nghĩ và đánh dấu vào sách giáo khoa của mình. Thời gian suy nghĩ đã hết rồi. Các con hãy cùng xem đáp án của mình có giống với của cô không nhé. Các câu kể ai thế nào có trong đoạn văn là câu số 2, câu số 3, câu số 5 và cuối cùng câu văn số 6. Câu văn thứ nhất, ngày 2 tháng 9 năm 1945. Câu văn này chỉ nêu lên thời gian, vậy đây không phải là một câu kể. Câu văn thứ tư: Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Đây là kiểu câu nào mà chúng ta đã học? Đó chính là kiểu câu kể ai làm gì. Các con hãy cùng quan sát lại bốn câu kể ai thế nào mà chúng mình vừa tìm được. Yêu cầu tiếp theo đó là con hãy xác định chủ ngữ của những câu văn vừa tìm được. Các con còn nhớ muốn tìm chủ ngữ trong câu kể ai thế nào thì chúng ta phải làm gì không? Muốn tìm chủ ngữ trong câu kể ai thế nào, chúng ta cần đặt các câu hỏi ai, cái gì, con gì. Trong câu văn đầu tiên, Hà Nội tưng bừng màu đỏ muốn tìm chủ ngữ cô đặt câu hỏi cái gì tưng bừng màu đỏ câu trả lời là hà nội vậy hà nội là chủ ngữ các con lưu ý chúng ta sẽ gạch chéo để phân cách giữa chủ ngữ và vị ngữ gạch một gạch dưới chủ ngữ tương tự như vậy các con hãy xác định chủ ngữ của những câu văn còn lại con đã hoàn thành yêu cầu chưa? chúng mình cùng quan sát cô chữa bài nào. Câu văn thứ nhất, Hà Nội là chủ ngữ. Câu văn thứ hai, muốn tìm chủ ngữ, cô đặt câu hỏi, cái gì bát ngát cờ đen và hoa? Câu trả lời là cả một vùng trời. Vậy cả một vùng trời là chủ ngữ. Câu văn tiếp theo, muốn tìm chủ ngữ cô đặt câu hỏi ai vẻ mặt nghiêm trang các cụ già vẻ mặt nghiêm trang vậy các cụ già là chủ ngữ tương tự như vậy cô cũng có thể tìm được chủ ngữ của câu văn cuối cùng là những cô gái thủ đô cô khen những bạn đã tìm đúng những chủ ngữ này Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ ngữ trong các câu kể ai thế nào, biểu thị nội dung gì. Và đó cũng chính là yêu cầu thứ ba của phần nhận xét. Quan sát những chủ ngữ vừa tìm được. Chúng ta thấy Hà Nội là từ chỉ địa danh. Cả một vùng trời là những từ ngữ chỉ sự vật. Các con cũng dễ dàng nhận thấy các cụ già và những cô gái thủ đô đều là những từ ngữ để chỉ người quan sát phần phân tích trên theo các con chủ ngữ trong câu kể ai thế nào biểu thị nội dung gì chủ ngữ trong các câu kể ai thế nào có thể để chỉ địa danh chỉ sự vật chỉ người và cũng có thể để chỉ đồ vật con vật cây cối hay chúng ta gọi chung là chỉ sự vật những sự vật này có đặc điểm tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ và đó cũng chính là ghi nhớ đầu tiên trong bài học ngày hôm nay của chúng ta chủ ngữ của câu kể ai thế nào chỉ những sự vật có đặc điểm tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ Vừa rồi, cô cùng các con đã biết được ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu kể ai thế nào. Vậy về cấu tạo, chủ ngữ trong các câu kể ai thế nào do những từ ngữ nào tạo thành? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Chúng ta đã biết chủ ngữ trong câu kể ai thế nào chỉ những sự vật được nói đến trong câu. Vậy từ loại nào mà các con đã được học là những từ chỉ sự vật? đó là danh từ phải không các con chúng ta sẽ phân tích cụ thể ở từng chủ ngữ trong các câu văn trên hà nội là một danh từ hay rõ hơn đây là một danh từ riêng cả một vùng trời là một cụm danh từ các cụ già cũng là một cụm danh từ và ở chủ ngữ cuối cùng những cô gái thủ đô là một cụm danh từ Vậy theo các con, chủ ngữ trong câu kể ai thế nào do những từ ngữ nào tạo thành? Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Và đó cũng chính là ghi nhớ tiếp theo của chúng ta. Vừa rồi, cô và các con đã tiến hành nhận xét để rút ra được ghi nhớ của bài học. Các con hãy cùng đọc lại với cô ghi nhớ này. Chủ ngữ của câu kể ai thế nào chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ. Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Và để thử xem các con có nắm được những kiến thức cô Thi vừa giới thiệu hay không, cô muốn chúng mình cùng tham gia một trò chơi có tên Thần Đông Đất Việt. Các bạn nhỏ trong trò chơi sẽ đưa ra ba câu hỏi dành cho các con Mỗi câu sẽ có 3 đáp án. Nhiệm vụ của người chơi là trong 5 giây sẽ chọn ra phương án đúng nhất. Các con đã sẵn sàng tham gia trò chơi chưa? Chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên nào. Thử thách thứ nhất, câu nào sau đây là câu kể ai thế nào? Đáp án A, sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Đáp án B, trái sầu riêng lùng lẳng dưới cành trông như những tổ kiến. Đáp án C, Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thời gian 5 giây suy nghĩ của các con bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã hết rồi, các con đã lựa chọn được đáp án đúng cho mình chưa? Phương án đúng của cô là câu B trái sầu riêng lùng lẳng dưới cành trông như những tổ kiến. Đây là câu để miêu tả đặc điểm của trái sầu riêng. Vậy rõ ràng đây là câu kể ai thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo. Đâu là chủ ngữ trong câu văn? Trái sầu riêng lùng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Phương án đầu tiên là trái. Phương án tiếp theo trái sầu riêng. Và cuối cùng, trái sầu riêng lùng lẳng dưới cành. Trong 3 đáp án này, đâu là chủ ngữ đúng của chúng ta? Thời gian 5 giây suy nghĩ của các con bắt đầu. Đã hết giờ rồi, chúng mình hãy cùng cô đặt câu hỏi để tìm chủ ngữ nào muốn tìm chủ ngữ trong câu văn trên, chúng mình đặt câu hỏi Cái gì lùng lẳng dưới canh trông giống những tổ kiến? Câu trả lời là trái sầu riêng. Vậy trái sầu riêng là chủ ngữ trong câu văn trên. Chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng. Chủ ngữ trong câu văn sau do những từ ngữ nào tạo thành? Câu văn của chúng ta Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi. Chủ ngữ là sầu riêng. Vậy sầu riêng là tính từ, là động từ hay là danh từ? Thời gian 5 giây suy nghĩ của các con bắt đầu. Chúng ta đã vừa được học và biết chủ ngữ trong câu kể ai thế nào do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Vậy chủ ngữ sâu riêng trong câu văn này là danh từ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Cô chúc mừng các bạn đã có những phương án trả lời đúng. Những bạn nào trả lời đúng cả ba câu hỏi trên là các con đã nắm được kiến thức trong bài học ngày hôm nay rồi đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức vừa học để làm các bài trong phần luyện tập Trước khi đến với phần luyện tập, cô có một câu hỏi nho nhỏ dành cho các con. Bay cao thì nắng, cái đầu to nặng, đuôi bằng cái đinh, mình bé xinh xinh, cánh như tơ lụa. Các con có biết đó là con gì không? Đó là con chuồn chuồn. Chuồn chuồn là một loài côn trùng nhỏ bé rất quen thuộc ở những làng quê Việt Nam vẻ đẹp của một chú chuồn chuồn nước đã khiến nhà văn nguyễn thế hội phải ngắm nhìn và viết nên những câu văn sau ôi chao chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao màu vàng trên lưng chú lấp lánh bốn cái cánh mỏng như giấy bóng cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. Trong bài có nhắc đến cây lộc vừng. Các con đã từng nhìn thấy cây lộc vừng chưa? Cây lộc vừng có lá hình bầu dục, màu nhạt, hoa màu đỏ kết thành chuỗi rủ xuống. Còn phân vân, đó là trạng thái do dự, chưa biết nên quyết định như thế nào. Đây là đoạn văn của bài tập số 1. Yêu cầu đầu tiên của các con đó là tìm chủ ngữ trong câu kể ai thế nào có trong đoạn văn trên. Trước hết, các con hãy đánh dấu số thứ tự các câu văn có trong đoạn. Trong đoạn văn này, chúng ta có tất cả 8 câu văn. Các con hãy đọc thầm lại 8 câu văn này và tìm xem câu văn nào thuộc câu kể ai thế nào. Yêu cầu của các con đó là hãy điền đúng vào ô trống nếu con thấy là câu kể ai thế nào. Điền sai vào ô trống nếu không phải là câu kể ai thế nào. Các con có thể viết lần lượt các đáp án của mình vào vở. Thời gian để các con suy nghĩ và làm bài bắt đầu. chưa? Cùng so sánh kết quả của mình với cô nhé! Câu văn thứ nhất, ôi chao Và câu văn thứ hai, chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao? Đây không phải là các câu kể. Đó là những câu cảm dùng để bộc lộ cảm xúc của tác giả. Loại câu này các con sẽ được học ở những tiết học sau. Vậy chắc chắn ở ô trống, câu 1 và câu 2 chúng ta sẽ điền sai các câu văn số 3, 4, 5 và 6 đều nêu lên đặc điểm của chú chuồn chuồn. Vậy đây là các câu kể ai thế nào. Chúng ta sẽ lần lượt điền đúng vào câu số 3, số 4, số 5 và số 6. Câu văn số 7: Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Câu văn này cho chúng ta biết hoạt động của chú chuồn chuồn vậy đây thuộc kiểu câu kể ai làm gì ở ô trống chúng ta sẽ điền sai câu văn cuối cùng bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân cho chúng ta biết trạng thái của chú chuồn chuồn vậy chắc chắn đây là câu kể ai thế nào chọn được những câu kể ai thế nào cũng không phải quá khó đúng không các con chúng ta hãy cùng nhau quan sát lại những câu kể ai thế nào có trong đoạn và thực hiện yêu cầu xác định chủ ngữ của các câu sau và cho biết các chủ ngữ ấy do những từ ngữ nào tạo thành con đã hoàn thành bài tập chưa? Cùng lắng nghe cô chữa bài nào. Ở câu văn đầu tiên, muốn tìm chủ ngữ, ta đặt câu hỏi, cái gì lấp lánh? Câu trả lời là màu vàng trên lưng chú. Vậy màu vàng trên lưng chú là chủ ngữ. Chủ ngữ này do một cụm danh từ tạo thành. Ở câu văn tiếp theo, muốn tìm chủ ngữ, ta đặt câu hỏi, cái gì mỏng như giấy bóng? Câu trả lời, bốn cái cánh mỏng như dây bóng, vậy bốn cái cánh là chủ ngữ. Và chủ ngữ này cũng do một cụm danh từ tạo thành. Câu văn số 5 là một câu văn khó. Các con hãy chú ý lắng nghe cô chữa bài. Chúng mình hãy cùng cô đọc lại câu văn trên. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Trong câu văn này Tác giả đã miêu tả những bộ phận nào của chú chuồn chuồn? Tác giả đã miêu tả cái đầu và hai con mắt ở hai vế câu khác nhau. Vế thứ nhất, cái đầu tròn muốn tìm chủ ngữ, cô đặt câu hỏi, cái gì tròn? Câu trả lời là cái đầu. Vậy cái đầu là chủ ngữ. Ở vế thứ hai, muốn tìm chủ ngữ cô đặt câu hỏi cái gì long lanh như thủy tinh cô trả lời hai con mắt long lanh như thủy tinh vậy hai con mắt là chủ ngữ và cả hai chủ ngữ này đều do những cụm danh từ tạo thành như vậy ở câu văn thứ năm chúng ta thấy có hai chủ ngữ và hai vị ngữ thực chất đây là hai câu kể ai thế nào nhưng không được ngăn cách bởi dấu chấm mà được nối bởi từ và. Đây chính là kiểu câu ghép, các con sẽ được học kỹ hơn trong chương trình tiếng Việt lớp 5. Tiếp theo, ở câu văn thứ 6, muốn tìm chủ ngữ, cô đặt câu hỏi: Cái gì nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu? Câu trả lời là thân chú. Vậy thân chú là chủ ngữ. Chủ ngữ này cũng do một cụm danh từ tạo thành. Ở câu văn tiếp theo, bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. Các con dễ dàng tìm được, chủ ngữ là bốn cánh và chủ ngữ này cũng do cụm danh từ tạo thành. Vừa rồi, chúng ta đã xác định được chủ ngữ và biết cấu tạo của những chủ ngữ trên. Quan sát những chủ ngữ vừa tìm được, các con thấy những chủ ngữ này biểu thị nội dung gì? Chủ ngữ chỉ những bộ phận của chú chuồn chuồn có đặc điểm và trạng thái được nêu ở vị ngữ. Ở đoạn văn của bài tập số 1, chúng ta đã thấy vẻ đẹp của chú chuồn chuồn được hiện lên rất rõ nét. Đó là vì tác giả đã liên tục sử dụng những câu kể ai thế nào để tả từng bộ phận của chú. Ở mỗi bộ phận người viết cũng chú ý sử dụng biện pháp so sánh để người đọc dễ hình dung về bộ phận ấy. Học tập tác giả, các con hãy sử dụng những câu kể ai thế nào để tả một loại trái cây mà con yêu thích ở bài tập số 2. Yêu cầu của bài tập số 2, viết một đoạn văn khoảng 5 câu về một loại trái cây mà em thích. Trong đoạn văn có dùng một số câu kể ai thế nào. Trái cây là một loại thức ăn không thể thiếu và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Trái cây rất đa dạng từ màu sắc cho đến hình dáng, kích thước. Mỗi quả cũng có những hương vị riêng. Vì vậy, các con cần lựa chọn những nét tiêu biểu của quả để đưa vào bài viết của mình. Vì yêu cầu của đề bài là viết một đoạn văn nên các con cũng cần lưu ý đến bố cục của đoạn. Một đoạn văn phải gồm 3 phần: mở đoạn, thân đoạn, và kết đoạn. Mở đoạn. Các con hãy giới thiệu về loại trái cây mà con yêu thích. Các con có thể giới thiệu trực tiếp vào loại trái cây mà mình định tả hoặc giới thiệu gián tiếp từ ấn tượng của con về màu sắc hay hương vị của quả. Phần thứ hai, thân đoạn. Các con hãy sử dụng những câu kể ai thế nào để miêu tả những đặc điểm của quả. Các con có thể tả lần lượt từ vỏ ngoài cho đến bên trong hay cũng có thể nói luôn ấn tượng của con về hương vị hay màu sắc của quả. Các con hãy kết hợp kiến thức của hai bài chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể ai thế nào mà các con đã được học để viết câu. Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào để chỉ các sự vật và trong bài này đó chính là những bộ phận của quả. Các con có thể lựa chọn miêu tả hình dáng, vỏ, ruột, hạt, mùi hương và hương vị của quả. Còn vị ngữ là những từ ngữ để các con tái hiện lại những đặc điểm, tính chất của các bộ phận ấy. Ví dụ về hình dáng, các con có thể thấy có những quả thì tròn trĩnh như quả cam, quả bưởi, có quả lại thon dài như quả dưa chuột. Màu sắc của vỏ có quả thì xanh mướt, có quả lại vàng ươm thật ngon mắt. Chúng ta cũng có thể dùng tay để chạm vào quả, để thấy rằng có quả thì nhẵn bóng, có quả vỏ lại sần sùi. Trong ruột, có quả thì đỏ như son, có quả thì trắng phau, có quả thì lại gồm nhiều múi mọng nước. Khi miêu tả hạt, các con cũng có thể thấy hạt thì đen lấy Chúng ta hãy sử dụng biện pháp so sánh để thấy được kích thước của hạt. Có hạt thì nhỏ như hạt đậu. Có quả thì lại chi chít hạt như quả thanh long. Tiếp tục, các con hãy sử dụng khiếu giác để cảm nhận mùi hương đa dạng của quả. Có quả thì thơm nức mũi. Có quả thì chỉ thoang thoảng mùi hương. Và hấp dẫn nhất ở các loại trái cây chắc chắn đó là vị của quả. Có quả thì chua chua, có quả thì lại ngọt lịm và đó chính là cách các con viết được những câu kể ai thế nào để miêu tả các loại quả mà con yêu thích cuối cùng là phần kết đoạn các con có thể nêu lên ích lợi của quả hoặc cảm nhận của con khi nếm thử loại trái cây ấy các con hãy dựa vào những gợi ý mà cô vừa hướng dẫn để hoàn thành bài tập này vào vở để bài viết đúng yêu cầu các con hãy lưu ý những tiêu chí sau đây về nội dung cần tả một loại trái cây em yêu thích có sử dụng câu kể ai thế nào về bố cục phải đủ mở đoạn thân đoạn và kết đoạn về hình thức các con cần viết những câu văn đủ thành phần trình bày bài sạch đẹp cô cũng khuyến khích các con hãy sử dụng những biện pháp nghệ thuật khi miêu tả chúc các con sẽ viết được những đoạn văn thật hay và sinh động tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi cô chào các con và hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau